Đây chính là câu châm ngôn sống yêu thích của mình. Đừng cố làm người giỏi nhất, mà hãy là người đi đầu. Hi mọi người, mình là đại diện cho thế hệ 9X. Vừa bước sang tuổi 20, mình đang rất nhiệt huyết và luôn muốn chinh phục những đỉnh cao mới. Và đố bạn biết mình là ai? Sinh viên, ca sĩ hay làm kinh doanh? Mình là Bùi Hữu Nghĩa, sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh trường học công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh là sinh viên, Nghĩa còn có công việc khác, đó chính là kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Lazada. Và sau gần 2 năm thì đó là hạnh phúc khi lọt top 250 nhà bán hàng thành công nhất với doanh số 200 triệu một tháng. Và bên cạnh đó, Nghĩa cũng là thành viên trẻ tuổi nhất trong top này của Lazada. Hãy cùng Nghĩa nhìn lại chặng đường 2 năm từ lúc Nghĩa trở thành nhà bán hàng trên Lazada nhé. Mình là con thứ hai trong gia đình, mình cực kỳ đam mê âm nhạc. Bạn biết không, mình đã từng thi đậu vào Nhạc Việt thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vì một số điều kiện không cho phép, mình đã phải ngừng ước mơ nghệ thuật của mình. Để có thể phụ giúp bố mẹ và độc lập hơn về tài chính, mình đã chủ động đi làm thêm, từ phục vụ quán cà phê đến nhân viên rạp chiếu phim, rồi lại phục vụ bàn tại khách sạn 5 sao. Ngoài âm nhạc, mình cũng rất thích về thời trang và kinh doanh. Vì vậy, sau khi tích lũy được một số vốn nhỏ là 11 triệu đồng, mình đã bắt đầu tìm hiểu về kinh doanh và về mặt hàng này. Sau đó, Nghĩa tìm kiếm trên Google và tìm ra được sàn thương mại điện tử Lazada. Thật sự Nghĩa không ngờ việc mở gian hàng lại đơn giản đến như vậy. Có rất nhiều công cụ giúp Nghĩa tiết kiệm chi phí quảng cáo và đặc biệt, Nghĩa được hỗ trợ cực kỳ nhiệt tình từ đội ngũ Lazada ngay từ đầu. Vì vậy, Nghĩa đã quyết định bắt đầu mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử này. Thương hiệu Evolvo kết hợp giữa Evolution, sự phát triển và Power, sức mạnh. Vấn đề mới bắt đầu phát sinh, nhập ít quá xưởng lại không cho hoặc giá rất là cao. Nhưng nhập nhiều, lấy đâu ra vốn, lấy đâu ra tiền, còn tồn hàng nữa. Lúc đó Nghĩa mới tìm những xưởng mà chủ là những người trẻ. Họ hiểu được cái khó khăn, họ thông cảm hơn. Nhưng đó không phải là cái khó khăn lớn nhất của Nghĩa. Cái khó lớn nhất đó là Nghĩa phải cân đối thời gian giữa việc học và việc làm. Khi việc kinh doanh ngày một phát triển, một ngày Nghĩa không thể vừa đi học, vừa tìm nguồn hàng, vừa chăm sóc khách hàng, vừa định hướng sản phẩm. Ban đầu Nghĩa chọn ngành ngoại ngữ, nhưng sau một thời gian ngắn, Nghĩa nhận ra kinh doanh mới là cái ngành thật sự phù hợp. Vì vậy, Nghĩa đã quyết định tập trung vào công việc kinh doanh. Nghĩa đã xin phép nhà trường bảo lưu một năm học. Thời gian đó cũng là lúc mình phải suy nghĩ lại mình thật sự phù hợp với ngành nào và cũng là lúc mình sắp xếp lại công việc. Và Nghĩa rất là may mắn khi nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của nhà trường cũng như các thầy cô. Sau một năm với những kết quả kinh doanh phát triển, Nghĩa đã phần nào phụ giúp được gia đình và quay trở lại trường đăng ký ngành học mới, đó là ngành quản trị kinh doanh, và đã chứng minh được Nghĩa đã quyết định đúng. Để thu hút thật nhiều khách hàng, Nghĩa đã tham khảo các cam, sử dụng các công cụ hỗ trợ từ Lazada, tham gia các khóa học từ học viện và đặc biệt là gia nhập câu lạc bộ nhà bán hàng Lazada Hồ Chí Minh. Khi tham gia trên sàn thương mại điện tử Lazada, Nghĩa được tiếp cận hơn 41 triệu khách hàng có sẵn. Điều này đã giúp Nghĩa tiết kiệm được chi phí quảng cáo cho sản phẩm của mình đến với khách hàng, có nhiều cơ hội chào hàng hơn. Và giờ thì Nghĩa đã có thể an tâm vừa học vừa làm, sắp xếp được thời gian một cách hợp lý nhất. Nghĩa sẽ không thể nào thành công được nếu như thiếu đi sự hỗ trợ nhiệt tình từ đối tác và từ Lazada. Khi mà lúc đầu gặp Nghĩa thì thấy Nghĩa rất là trẻ. Cái thứ hai là cái đơn hàng của Nghĩa nó ít quá. Nhưng mà thường thường cái nhà của mình làm sỉ là cái số lượng nó lớn, nó nhiều kìa mình mới làm. Nhưng mà thấy sự chân thành và nhiệt tình của Nghĩa thì bắt đầu mình mới làm cho Nghĩa một ít đơn. Sau này càng về sau ấy thì đơn hàng của Nghĩa càng ngày càng tăng lên. Nên tới thời điểm này là hai anh em hợp tác cũng một năm mấy rồi. Mà đúng là Nghĩa là rất là giỏi. Tham gia những sự kiện lớn của Lazada để nắm bắt thông tin kịp thời. Ngay trong mùa dịch vừa rồi, Nghĩa được tới dự livestream trước chiến dịch Sale hè rực rỡ. Đây là buổi livestream cực kỳ bổ ích và hỗ trợ rất nhiều cho nhà bán hàng, linh động chuẩn bị gian hàng của mình. Nhờ tham gia các hoạt động Lazada, Nghĩa đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các nhà bán hàng khác cũng như Nghĩa cũng được thể hiện tiếng nói của mình và được Lazada ghi nhận cũng như cùng nhau phát triển hơn nữa. Như gần đây, thủ tục đăng ký trên sàn thương mại điện tử Lazada đã cực kỳ đơn giản, chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân là có thể đăng ký gian hàng. Vì thế, bất kỳ ai đang có đam mê về kinh doanh có thể dễ dàng trở thành nhà bán hàng trên Lazada. Gần đây, Nghĩa cực kỳ thích chương trình free shipping của Lazada, nhờ đó mà doanh thu của Nghĩa đã tăng lên rõ rệt. Nghĩa cũng như các nhà bán hàng khác cực kỳ hào hứng về chương trình này. Mình nghĩ bí quyết thành công của mình đó chính là ở sự chủ động trong việc tìm kiếm,
chủ động trong việc học hỏi, chủ động trong việc tìm kiếm xu hướng phù hợp với mặt hàng. Thêm vào đó là phải luôn suy nghĩ tích cực trong mọi vấn đề. Chỉ cần như vậy thôi, còn lại đã có Lazada hỗ trợ cho mình hết rồi. Như mọi người cũng thấy, Nghĩa rất có duyên với con số 2, là con thứ 2 trong gia đình đạt một chút thành công trong việc kinh doanh ở tuổi 20 với doanh số 200 triệu một tháng. Đồng thời, Lazada cũng là ngôi nhà thứ 2 của Nghĩa. Ước mơ tiếp theo của Nghĩa đó chính là đạt doanh số 2 tỷ một tháng. Thành công chỉ đến với những ai có ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình bằng cách hành động ngay từ hôm nay. Vì Nghĩa còn trẻ, các bạn còn trẻ, tại sao không thử?